Hello, welcome các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel Harry Oracle Room và mình là Mr. Harry, người chuyên coi về chủ đề công việc và tiền bạc cho các bạn trong channel này. À, các bạn ơi, mình không biết nói gì hôm nay. Mình ngoài chuyện là thông báo các bạn là trời mưa bão nhiều đó, quá nhiều rồi nè. Bây giờ cơn bão siêu bão đã lấn sân vào thềm lục địa rồi. Và trời mưa mấy hôm nay thì ra đường các bạn nhớ xách theo dù, nếu không thôi sẽ bị ướt nha các bạn. Ngoài ra thì dịch sốt xuất huyết cũng đang lan tràn, coi chừng bị mũi chích. Bắt mũi chích thì phải vô bệnh viện để bác sĩ chích nha mấy bạn. Mệt lắm, nên hãy úp các cái thao chậu và hãy đi bệnh viện khi cần thiết nha các bạn. Bởi vì sẵn tiện nhắc đến vụ bệnh viện thì chúng ta sẽ nghĩ đến bảo hiểm y tế, đúng không các bạn? Tức là nghĩ đến công việc. Vậy thì hôm nay Mr. Harry sẽ làm một chủ đề là lời khuyên nào cho công việc của các bạn là tốt nhất. Thì mỗi một tụ bài sẽ có 7 lời khuyên. 7 lời khuyên này sẽ là 7 lời khuyên mà Mr. Harry và Madam T đã cân nhắc rất kỹ lưỡng và bóc bài đại để ra 7 lá bài cho cái công việc này. Thì mọi thứ nó đều là do vũ trụ sắp đặt và các thần linh quyết định thôi. Nên các bạn hãy lựa chọn một trong ba tụ và chúng ta sẽ nghe những lời khuyên nào là tuyệt vời nhất cho bản thân của mình để sớm nhận được công việc tuyệt vời mà vũ trụ sắp đặt cho chúng ta nha. Bởi vì chỉ có công việc đó chúng ta mới có thể làm lâu dài và hạnh phúc thôi các bạn. Ok, chúng ta có ba tụ bài, đó là tụ thiên thần, tụ mèo trắng và tụ bài sọc. Thiên thần, thiên thần nha các bạn, thiên thần đây, mèo trắng đây và bài sọc đây. Các bạn thông cảm về chất lượng âm thanh nha, tại vì giờ Mr. Harry và Madam T tội nghiệp lắm, không có studio riêng, phải đi ra quán cà phê để quay, mà quán cà phê thì hơi ồn. Nếu các bạn cảm thấy là thấy thương Madam T và Mr. Harry thì hãy like, share, subscribe và donate nhé. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với tụ đầu tiên, đó là tụ thiên thần nhé. Chúng ta sẽ có 7 lời khuyên. Lời khuyên đầu tiên đó chính là abundant. Ok, những người chọn tụ này thì lời khuyên đầu tiên là abundant. Abundant có nghĩa là các bạn hãy tự tin lên. Cuộc sống của chúng ta có rất nhiều sự thay đổi, và sự thay đổi nào cũng dành cho các bạn một cái bài học xứng đáng để các bạn trở nên giàu có trong tương lai. Abundant có nghĩa là sự trù phú. Sự trù phú này sẽ bắt nguồn từ tình cảm, tình yêu cũng như là những mối quan hệ. Thì lời khuyên của các bạn là hãy làm giàu. Làm giàu tất cả mọi thứ, từ tình cảm, từ các mối quan hệ, từ tiền bạc. Và hãy làm giàu cái kiến thức của mình để các bạn sớm có được một cái đích đến hoàn hảo nhất nha các bạn. Lời khuyên thứ hai của các bạn là success. Đi cùng với abundance chính là success, chứng tỏ rằng tương lai định của các bạn sẽ thành công. Nếu như là người chọn tụ bài này thì có nghĩa là các bạn phải tự tin với những gì các bạn mong muốn. Và nếu các bạn đang cảm thấy là confused hay là cảm thấy là need some time to change thì đây là thời điểm tốt nhất để cho các bạn thay đổi và tìm đến cái mục đích của tương lai của mình nha. Rồi, lời khuyên thứ ba mà vũ trụ dành cho các bạn, the magicians, unicorn, there is a magic in the air, you can manifest everything you need to be successful. Lá bài này cũng là lá bài của success. Có rất nhiều những tài nguyên, rất nhiều những điều kỳ diệu xung quanh các bạn. Quan trọng là các bạn có biết cách nhận ra hay không. Thì lời khuyên này có nghĩa là các bạn hãy cố gắng tập trung, cố gắng học hỏi và dùng cái gọi là cái trái tim của mình để cảm nhận thật sự những cơ hội nào là tốt nhất đối với các bạn. Bởi vì chỉ có những người thật sự nhận ra cơ hội của mình thì mới có thể đạt được cơ hội đó mà thôi. Tiếp theo là Six of Winter, Rescue Cat, Mixed Breath, The Challenge Times Coming to the End, and You Now Breath the Sign, la 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 la. Thì cái lá bài này có nghĩa là sự thử thách của các bạn sẽ qua. Lá bài này là khuyên các bạn phải trở nên dũng cảm. Bởi vì á, các bạn đã có abundance, đã có success và đã có được cái khả năng có thể xây dựng được một cái tương lai tốt đẹp. Vậy thì tại sao các bạn không dùng những tài nguyên các bạn đã được cho từ ngày các bạn sinh ra
bạn chỉ thiếu một chút xíu thôi, một chút xíu dũng cảm. Thì bây giờ các bạn hãy dũng cảm lên, dũng cảm lên nha các bạn, thì các bạn sẽ vượt qua được những khó khăn và mình sẽ đạt đến mục đích. Chúng ta sẽ bắt đầu với lời khuyên tiếp theo, lời khuyên thứ năm. Hai gậy chính là lời khuyên rằng cuộc sống có rất nhiều những thứ tuyệt vời, đừng bao giờ giam mình trong một cái thế giới nhỏ. Hãy học cách bơi ở biển để chúng ta biết biển là như thế nào và trời là ra sao. 4 cúp. Lá bài 4 cúp cho các bạn lời khuyên rằng các bạn hãy bớt ăn nhậu lại thì cuộc sống của các bạn sẽ tuyệt vời hơn và bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, bởi vì các bạn không bị gan và thận nha các bạn. The Carriers nói rằng nếu các bạn đang có nhu cầu mua xe mới thì các bạn nên tiết kiệm tiền đi, bởi vì các bạn nên học cách đi các cái phương tiện công cộng hoặc là đi bộ để mà tránh cái trường hợp mà gọi là bị những cái vấn đề về xe cộ. Bởi vì những cái người mà chọn tụ bài này thông thường sẽ có một cái tương lai được sắp đặt làm công việc ở xa, nên các bạn hãy tập cách quen với các phương tiện công cộng. Nhớ là phải cẩn thận với đường xá. Đây là lời khuyên của vũ trụ. Đường rất nguy hiểm đó con. Cuối cùng là Seven of Swords. Seven of Swords là lời khuyên rằng cuộc sống các bạn ngập trong thị phi. Các bạn mặc định là phải gặp thị phi. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn là những người có khả năng ăn nói, những người tài giỏi và những người hiểu được mình muốn cái gì ở tương lai. Với những người đó, nếu các bạn đi làm hoặc là các bạn tự mở công việc riêng thì các bạn sẽ gặp nhiều cái vấn đề như là những cái người mà xung quanh á sẽ có những người giỏi hơn bạn, thì họ nghĩ là các bạn không giỏi bằng ai mà các bạn lại tự kiêu như vậy. Nhưng bởi vì họ không nghĩ rằng các bạn đang rất hạnh phúc với những gì các bạn đang làm. Hoặc giả như có những người không giỏi bằng bạn thì họ sẽ nói rằng các bạn là những người mà thích thể hiện, hoặc là những người giỏi ngang bạn thì họ sẽ nói là các bạn không thể nào mà hợp tác được, bởi vì hai người cùng luồng ý kiến thì nó khó mà phát triển được. Hai người hai luồng ý kiến mà giỏi ngang nhau thì họ cùng với một level, same level thì không thể nào phát triển được nha các bạn. Do đó họ sẽ gặp thị phi. Do đó các bạn, lời khuyên cuối cùng của vũ trụ của các bạn chọn tụ này là hãy học cách chống lại thị phi bằng cách thị phi hơn nó, thì các bạn sẽ vượt qua được những thị phi này nha các bạn. Chỉ có hơn người ta thôi, chứ đừng có để thua chị thua em nha mấy bạn. Phải thị phi hơn nó. Một người nói chuyện với mình, complain về mình, thì mình phải đi đồn khắp thế giới về nó để cho cuộc sống của mình thêm tốt đẹp. Mr. Harry không khuyên các bạn là các bạn nên sân si, nhưng mà nếu các bạn sân si được thì cũng nên sân si. Chúc các bạn thành công nhé. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ bài mèo trắng để xem các bạn ở chọn tụ này thì sẽ nhận được 7 lời khuyên kỳ diệu nào trong vũ trụ đây. Lời khuyên thứ nhất đó chính là Princess Summer, sensitive, kind, open heart and inexperienced. You can expect to kind a new romance relationship or close patron friendship. Ok, lá bài này á, là công chúa của mùa hè, là một cô nai. Đó, cái tên nó lên tất cả. Bạn sẽ phải rất nice. Nice có nghĩa là nice của sự hiền lành và nice của sự khờ khạo. Thì trong tiếng Anh nó có một cái chữ là naive. Naive có nghĩa là mình ngây ngô, mình ngớ ngẩn, mình ngốc nghếch. Thì các bạn hãy nên ngốc nghếch một tí, bởi vì có lẽ các bạn chọn tụ này thì phải suy nghĩ quá nhiều, nên hãy cho mình một chút xíu của sự ngốc nghếch, hãy cho mình một chút xíu lòng nhân từ và một chút xíu của sự dễ thương thì cuộc sống các bạn sẽ tốt đẹp hơn, giảm bớt áp lực của mình lại nhé. Thứ hai là Sick of Summer, the love and the care of children become an important part of your life. People around childhood memory turns it all memory can be okay. Ok, đây là lá bài con ngỗng nha các bạn. Ngỗng là biểu tượng của sinh đẻ và sự chăm sóc và sự yêu thương. Thì các bạn ơi, ghost là nó sẽ cho các bạn là một cuộc sống hạnh phúc nếu như các bạn biết quan tâm đến người khác và các bạn tin tưởng cái phần trẻ con của bên mình. Nói chung là các bạn đã quá già so với cái tuổi của mình rồi. Bây giờ các bạn hãy relax một tí, hãy cho phép cái phần trẻ con của mình được sống lại và để được hạnh phúc thật sự nha các bạn. Lá bài tiếp theo là In the Near Future. Lá bài này vũ trụ khuyên các bạn là mọi thứ đều sẽ được
có một cái trật tự của nó, đâu sẽ là vào đó. Nên á, trong tương lai gần, đừng cố gắng học cách gọi là planning tất cả mọi thứ một cách 100%, bởi vì á, theo kinh nghiệm của Mr. Harry đi làm cũng rất là nhiều job rồi, marketing có, nhân sự có, và Mr. Harry nghĩ rằng mọi cái plan đều sẽ thất bại thôi các bạn. Nên đừng cố gắng plan nha các bạn, bởi vì plan là cho tương lai và tương lai là không ai biết được. Chúng ta chỉ plan những gì chúng ta có thể làm được mà thôi, chứ đừng có plan cái kết quả, nó sẽ không có tác dụng đâu nha các bạn. Ok. It's up to you. Lá bài này nói rằng cuộc sống của các bạn là của các bạn. Các bạn là một người, có lẽ là các bạn đã trải qua một cuộc sống là sống vì người khác quá nhiều, vì gia đình, vì bạn bè, vì miếng cơm manh áo, vì người yêu của mình quá đẹp trai hoặc đẹp gái mà mình phải chịu khó bỏ tiền ra nuôi, vì các anh trai bao hoặc là các cô gái nhảy. Thì kệ đi các bạn, đừng có quan tâm đến họ nữa, hãy sống cho bản thân mình. Và cái sự lựa chọn nào thì cũng là quý giá, bởi vì sự lựa chọn nào cũng là do bạn lựa chọn, thì nó sẽ phụ thuộc vào chính bản thân bạn. Nên các bạn hãy relax một tí, hãy thả lỏng ra, bởi vì các bạn phải nhận biết rằng mọi thứ, các bạn phải có một cái niềm tin vào vũ trụ và có đấng thiêng liêng hoặc là các vị thần, thì lúc đó các bạn mới có thể phát huy được năng lực của sự hấp dẫn, luật hấp dẫn, đúng không? Các bạn sẽ không thể nào dẫn được điều tốt đẹp vào cuộc sống của mình được. Tám tiền có nghĩa là các bạn cần phải có một cuộc sống chăm chỉ. Ở đây các bạn đã quá chăm chỉ trong công việc của mình rồi, và các bạn đã làm hết những gì các bạn có thể làm rồi. Tuy nhiên tám tiền ở đây nói rằng các bạn cần phải học thêm những cái skill set đặc biệt mà chỉ các bạn mới có. Những cái skill này nó có thể là soft skill hoặc là hard skill, hoặc là những cái skill trong công việc, những cái skill mà để làm cho các bạn gọi là người ta phải thèm khát các bạn, người ta phải muốn các bạn tới điên dại. Thì những cái skill này nó sẽ phù hợp với các bạn trong công việc. Thì các bạn đang thiếu cái đó bởi vì các bạn đi theo số đông quá nhiều. Để mình cho Harry ví dụ nhé. Nếu như mà ở trong một công ty á, các bạn giả sử đi, các bạn làm tuyển dụng, thì các bạn hãy học một cái skill là chửi ứng viên và chửi luôn cả cái hiring manager, làm sao cho hai bên có thể tiễn nhau được là được, ok. Thì cái đó thì các bạn chỉ có các bạn mới có và người khác sẽ không có. Thì các bạn hãy cố gắng phát huy, bởi vì chỉ có các bạn mới phát huy được cái khả năng theo cái cách đó thôi. Lá bài Hybridus là lời khuyên thứ sáu dành cho các bạn. Thì các bạn ơi, với lời khuyên thứ sáu này thì hãy tin vào trực giác của mình. Trực giác các bạn luôn luôn đúng. Các bạn đã, có lẽ là những người chọn tụ bài này đã quên rằng bạn là một con người mà các bạn nghĩ là các bạn là một cỗ máy, các bạn làm việc, các bạn sống để tồn tại, và các bạn không tin vào bất cứ thứ gì trong bản thân mình hết. Dường như nha, những người chọn tụ hai đã trải qua một cú sốc nào đó hoặc là một cái thất bại nào đó trong công việc của mình ở thời điểm xa xưa mà bây giờ nó vẫn còn ám ảnh đến các bạn. Thì các bạn ơi, để Mr. Harry nói cho các bạn nghe, quá khứ không bao giờ có thể gọi là thực tại. Kệ nó đi. Các bạn có thể thất nghiệp 10 năm, nhưng đó là 10 năm về trước, chứ không phải là 10 năm về sau. Nên hãy vui vẻ với thực tại và hãy đón nhận những cái gì mà vũ trụ mang đến cho các bạn. Giống như khi đi ngoài trời mưa thì mình mặc áo mưa, nhưng mà các bạn nếu chú ý kỹ thì trời sẽ rất mát đó các bạn. Lời khuyên cuối cùng là Hoàng hậu cúp. Hoàng hậu cúp là lá bài cho lời khuyên nhiệm màu của vũ trụ. Hãy tin vào những người phụ nữ xung quanh mình. Hãy yêu thương họ nhiều hơn, bởi vì họ sẽ mang đến cho các bạn những cơ hội. Ok, vậy thì những người chọn tụ mèo trắng đã xong nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chọn đến lời khuyên của những người tụ màu xanh dương, Scarrow nha các bạn. Lời khuyên thứ nhất của các bạn chính là hai cúp. Hãy yêu. Yêu bất cứ thứ gì các bạn có thể yêu. Hãy tập yêu tất cả những thứ các bạn có thể yêu. Khi các bạn làm một công việc, các bạn yêu công việc đó. Khi các bạn nghỉ việc, các bạn cũng yêu cái sự cái quyết định của các bạn. Hãy tôn trọng và hãy gọi là tin tưởng vào những gì mà các bạn làm. Thì những điều đó sẽ tốt cho các bạn trong tương lai của các bạn.
Lời khuyên thứ hai với các bạn đó chính là sáu kiếm cũng giống như tụ một, mọi bi kịch rồi sẽ qua, điều gì rồi cũng sẽ đi, và các bạn sẽ đến được cái bờ hạnh phúc thật sự. Cuộc sống của các chúng ta là những cuộc phiêu lưu, chúng ta hãy enjoy nó, hãy tận hưởng nó, dù là nó ngắn hay nó dài, nó đều cho chúng ta những cái giá trị cần thiết. Các bạn lo lắng cái gì, các bạn sợ hãi cái gì đều là do các bạn tạo ra mà thôi. Nên á, kể cả cái việc các bạn nghỉ việc, và các bạn nghĩ rằng mình nghỉ việc mình sẽ không xin được việc làm mới, ok, đó là các bạn nghĩ thôi, chứ có ai nói với các bạn là chắc chắn mày nghỉ việc mày sẽ không xin được việc làm mới hay không, và có ai xui các bạn là mày nghỉ việc mày sẽ không xin được việc làm mới hay không. No, nobody. Ok, và nếu như á, bạn bạn cảm bị cha mẹ hay phàn nàn rằng trời ơi mày cứ công việc của mày đang tốt, tại sao mày không chọn nó, mày đã bắt đầu mày thích công việc này, bởi vì đơn giản thôi, đã đến lúc các bạn phải ra đi. Đó là quy luật của vũ trụ, cái gì cũng có thể thay đổi và không ai có thể kiềm chế được sự thay đổi, bởi vì chúng ta không thể biết được 10 bước về phía trước trong khi chúng ta chỉ đang bước ở bước thứ nhất thôi. Ok, lời khuyên thứ ba đó là Emperor Hierophant. Hierophant là lá bài của sự thiền định, của sự tĩnh lặng và cái nhìn vào nội tâm của mình. Ngoài ra, Hierophant còn là một lá bài nói rằng bạn cần phải gặp một người thầy, một cái người có thể hướng dẫn cho bạn, nhưng bạn cũng có thể là thầy của bạn, cái người mà có thể giúp đỡ cho bạn trong cuộc sống này, và cái người có thể chia sẻ cho bạn. Thầy của bạn không nhất thiết là một con người, mà nó có thể là những cái tư duy, những cuốn sách, hoặc là những khái niệm, hoặc là những cái thứ gì mà các bạn có thể nhìn thấy trong cuộc sống của các bạn, đó chính là thầy của các bạn. Hãy cố gắng cho mình một khái niệm sống để mình tồn tại và để mình biết được rằng mình cần cái gì để phát triển nha các bạn. Lời khuyên tiếp theo là ba kiếm. Cuộc sống này bi kịch lắm các bạn à. Đôi khi chúng ta sẽ không có một ngày nào vui, nhưng ai biết được sau những ngày bi kịch đó, chúng ta sẽ có những ngày vui thật sự. Vậy thì ba kiếm là gì? Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Lo làm cái gì? Hãy dám chơi thì dám chịu. Tin vào những gì mình làm. Ok. Tiếp theo là Improving Health. Nếu các bạn ra lá bài này thì có nghĩa là các bạn đã quá lo lắng, quá mệt mỏi, hoặc là các bạn đi bán những sản phẩm như là thuốc giảm cân, hoặc là những sản phẩm tốt cho sức khỏe. Nhưng các bạn ơi, Improving Health ở đây cũng có nghĩa là các bạn cần phải đi bệnh viện để mà khám lại sức khỏe của mình, hoặc là tham gia vào những cái kênh channel hấp dẫn như là Hari Oracle Room để mà nuôi dưỡng tinh thần của mình, để cuộc sống của mình thêm hài hước và hí hửng hơn. Nhớ nha, chúng ta hãy cho cuộc sống mình những cái liều thuốc tuyệt vời, giống như người ta nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đó các bạn. By the way, nhớ like, share, subscribe nha các bạn. Mình nhắc đi nhắc lại nhiều lần vẫn rất mệt, trời ơi. Rồi cuối cùng là tiếp theo là lời khuyên thứ sáu. À đúng rồi, lời khuyên thứ sáu, Ace of Winter. Ace of Winter đây là Panda. Implement of your brilliant idea may get off a rocky start, but keep going. The challenge will help you to refine your plan and reshape your goal into something even better. Đúng vậy, hãy tin vào bản thân mình. Lá này là tin vào bản thân mình nha các bạn. Giống như con panda nè các bạn, nó tin vào bản thân của nó tin vào những cái tuyệt vời của nó. Có thể mặc dù người ta nhìn thấy panda là như thế này như thế kia, nhưng panda có thể tin vào những gì panda muốn. Một con gấu có thể trèo lên một cây trúc nhỏ như vậy để ăn cái lá thì nó phải có một cái niềm tin rất lớn cỡ nào. Nên đừng ngại ngùng, hãy tin vào bản thân. Cuối cùng là Ten of Summer. Các bạn có Bryce Duck á, nó là con hải ly. Con hải ly á là Bright Red Dog, it's time to experience love and appreciation of family, it's really related to choosing family as close friend. Congratulations, maybe all the happy fulfilling marriage. Thực ra cái lá bài này nếu mà coi á, thì nó sẽ thuần về tình yêu. Nhưng mà các bạn ơi, nếu các bạn chọn tụ này thì lời khuyên cuối cùng các bạn hãy bắt đầu bằng yêu và kết thúc bằng hạnh phúc của tình yêu. Nên có nghĩa là vũ trụ đã sắp đặt cho các bạn sống là phải biết yêu, yêu đời, yêu yêu chính bản thân mình, yêu bất cứ thứ gì mình làm, và hãy yêu bất cứ thứ gọi gọi là trách nhiệm của cuộc đời, và hãy tập yêu tất cả. Cuối cùng các bạn sẽ vượt viên mãn với tình yêu thật sự của mình, các bạn sẽ đắc đạo đó các bạn. Lúc đó các bạn có thể đi tu,
hoặc là các bạn đã chuẩn bị hết tất cả những gì cho cái cuộc sống cuối cùng của mình, thì các bạn sẽ được hạnh phúc như Steve Jobs đã nói, sống như không có ngày mai nha các bạn. Thì các bạn đang hãy tận hưởng điều đó, nó chính là những gì mà vũ trụ chia sẻ cho bạn. Ok, hôm nay là cái vấn đề nó mang cái tính hơi hàn lâm một tí nha các bạn. Mr. Harry chúc các bạn là sẽ sớm có thể hy vọng là Mr. Harry sẽ Mr. Harry cùng với Madam T, cùng với channel của Mr. Harry sẽ giúp cho các bạn có đâu đó những cái lời khuyên hữu ích cho cái con đường tương lai công việc của mình, hoặc là các bạn sẽ có những quyết định sáng suốt nào. Tất nhiên 7 lời khuyên này không phải là tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống các bạn, nhưng đâu đó nếu các bạn áp dụng 7 lời khuyên này, nó sẽ cho các bạn một vài cái gọi là cái tip cho cuộc sống của mình thêm vui vui nhộn nhộn hơn, không có bị thiếu múi như Mr. Harry hoặc là dư múi như Madam T nha các bạn. Ok, vậy thì cảm ơn các bạn đã quan tâm đến Harry Oracle Room. Hãy like, share, subscribe, lên 10.000 sub giúp Mr. Harry nha. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.